Hey, xin chào tất cả các bạn, mình là AutoGamer. Chào mừng các bạn đến với series Starbow 1.0 của mình. À, xin lỗi, hiện giờ là Starbow 1.1.0 rồi. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn đánh bại con boss Redwing. Cái con chim cánh cụt ngồi trên đĩa bay ấy. Mình lắm đấy. Ok. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị một số thứ để đi lại và đánh bại nó. Các bạn thấy nhà của mình cũng khá đẹp đấy chứ. Để lấy một ít đồ ăn nào. Không ăn thì chết đói mất. Này cái thanh đói này này. Ok. Bây giờ mình muốn đánh bại nó thì mình phải cần một số thứ như thế này. Các bạn sẽ phải cần là Bandage này. Cái này đọc là Bandage hay là gì đấy. Tức là cái này là nó hồi máu cho mình, hồi 50 máu trong một giây. Mình sẽ cần rất là nhiều cái này bởi vì nó hồi cho mình máu khi mình đánh boss. Cái con kia nó mạnh lắm. Mình cần phải nhiều cái hồi máu mới chơi lại được. Tao một khoảng 20 cái này. Thêm một ít medical kit. Cái này thì hơi hiếm. Có không được mà không có không được, không sao. Rồi chúng ta có thể có một vài cái cấp bắc. Ở đây mình có một cái Restic Buck, cái này là hồi máu. Cái này tăng tốc độ hồi máu, cái này có thể được tạo ở đây các bạn ạ. Đây, okay. Trong những cái này là nó dạng như kiểu boost á. Boost thêm sức mạnh á. Đúng vậy đấy. Ok. Chúng ta cần cái này và về vũ khí thì chúng ta sẽ cần một cái loại vũ khí mà có thể ném được á. Tức là chỉ cần là vũ khí ném được là được. Giống ví dụ mình có cái này này. Throatwind Q&A. Đọc như vậy vãi tiếng Anh thiệt. Tức là cái này nó ném như này nè. Ok đây. Đó, vì đến cái con The Red Queen này mình những cái vũ khí mà ném này rất là lợi. Và cần giáp hơi khủng tí. Ok. Bây giờ mình sẽ đến cái chỗ con The Red Queen. Ok, bây giờ mình sẽ vào đây. Mission Regen Laser Dread Queen. Ok. Alright. Trước khi chúng ta có thể đánh con Red Queen thì chúng ta phải đánh những con này trước. Sao? Con Red Queen nó nằm bên này này. Bên phải. Đây là súng ngắm hơi bị khủng nè, vũ khí huyền thoại nè. Nói chung là bây giờ mình level tức là đồ mình cũng hơi mệt rồi nên giờ đến có vẻ nó hơi yếu, không biết là có chết được nhanh không. Nhưng mà nếu các bạn có đồ yếu thì ví dụ như là giáp yếu hơn cái loại này thì các bạn hãy cứ áp dụng cái vũ khí mà ném này rất là có lợi khi đánh con Redwing. Mình đã thử một lần rồi. Nói chung là chỉ cần là vũ khí ném là được, tức là có rất là nhiều vũ khí. Mình chưa thử cái này nhưng mà mình nhìn là mình đoán là có thể giết được. Và đặc biệt là khi đánh nó thì chúng ta phải né rất là nhiều. Ôi cái vũ khí này mạnh thế. Ơi đây. Nó đây. Oh shit. Ok. Chuẩn bị nào. Ok, cứ ném liên tục nha. Ném liên tục còn né thôi. Vì mình level cao nên mình tức là không phải level cao mà bởi vì mình có nhiều đồ nên giờ mình ném nó hơi hơi bị thấm.
tức là khi bạn có cái ít đồ thì các bạn ném ném vào nó không không thấm bao nhiêu đâu, nhưng mà rất là hiệu quả hơn là các bạn sử dụng cái vũ khí này. Ok chưa rồi, quá đơn giản là bởi vì là mình có đồ hơi mạnh, nếu các bạn đồ yếu thì sẽ đến hơi lâu đấy và rất là khó. Mình đã thử một lần rồi, thực sự là trước khi mà mình tìm ra được cái cách mà sử dụng cái vũ khí ném này thì mình đến cái con nó chết rất là nhiều lần, khoảng độ đến gần 15 lần. Ok, về nếu tiêu diệt xong con Redwing, video này kết thúc tại đây và mình rất cảm ơn các bạn đã xem series Starbow 1.0 của mình, 1.1 chứ. Ok, rất hy vọng các bạn sẽ thích video này. Nếu các bạn thích thì nhớ like và subscribe. Tạm biệt các bạn, hẹn gặp các bạn vào các video tiếp theo.